Xin giới thiệu với quý vị khán giả, khách mời trong chương trình ngày hôm nay, chị Đường Thu Hương, Giám đốc đối ngoại Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Venture Việt Nam và là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Truyền thông Web Trẻ Thơ. Dạ, xin được chào chị Thu Hương đến với chương trình Thành phố hôm nay ạ. Xin chào Thanh Điền và Thanh Ngọc, xin chào quý khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Dạ, trước tiên thì rất cảm ơn chị bởi vì chị đã dành thời gian của mình để tham gia chương trình Thành phố hôm nay. Giám đốc đối ngoại của một quỹ đầu tư mạo hiểm, xem ra công việc này còn khá là xa lạ với đại đa số khán giả Việt Nam. Chị có thể giới thiệu với khán giả một ngày làm việc của chị như thế nào không ạ? Và chị đã tìm thấy điều thú vị gì ở công việc này? Thật ra thì Hương học về chuyên ngành về tài chính nhiều hơn là làm về đối ngoại, trải qua rất là nhiều công việc. Đã từng làm với con số, đã từng làm với máy tính, đã từng làm về hàng tiêu dùng. Nhưng mà cảm thấy rằng là làm với con người vẫn là thú vị nhất. Ví dụ như trong môi trường làm việc của Hương thì Hương tiếp xúc được rất là nhiều những bạn trẻ, những bạn có những cái ý tưởng rất là đột phá. Thì công việc của Hương lúc ban đầu thì là nói cho thị trường biết là đầu tư mạo hiểm là cái gì. Một ngày thì Hương nhận không biết bao nhiêu cú phone là hỏi là chị ơi, cái này chị cho vay bao nhiêu, cho vay lấy lãi như thế nào. Thì mình cứ phải ngồi giải thích rằng là và đây là chúng tôi sẽ đầu tư và chúng tôi chỉ lấy cổ phần nhỏ. Đó là rồi xong đến khi mà mô hình rồi, thế thì chị đầu tư vô, chị có lấy của công ty của tôi hay không? Phải mất mấy năm đầu tiên, mấy anh em là phải rất là đi vào tất cả các trường đại học, làm những cái seminar, đi vô những cái business club để mà coi như là giới thiệu với các bạn những cái mô hình mạo hiểm như thế nào và tạo niềm tin. Và quả thật là đến ngay thì đã được rất là sự chào đón của rất là nhiều doanh nghiệp, và điển hình là tất cả những cái sự thành công của những doanh nghiệp trẻ, như là chứ các bạn biết là cái trang web của Shopbay là của những năm bạn sinh viên trẻ mới ra trường mà đã từng, và Google đã từng offer một số tiền rất là lớn nhưng các bạn đã từ chối. Thì đó là những cái thành quả nhất định của IDG và những cái điều mà Hương nghĩ rằng là tất cả những anh em của IDG trong đó đã gắn bó rất là nhiều. Thì nói chung khi mà đó là công việc đối ngoại nhưng mà thật sự cũng là đối nội luôn, thì mình phải truyền tải được tất cả những cái thông điệp và tất cả những cái ý tưởng mà mình đã nghe được từ bên ngoài để các bạn có thể mà điều chỉnh, có thể mà phù hợp hơn. Bên cạnh đó thì Hương cũng là một, giống như là một người chị, một người đi trước cho tất cả 50 công ty còn lại. Các em có khó khăn gì hay là có những cái khúc mắc gì đều có thể gọi điện thoại hỏi để mình có thể giúp đỡ. Không cần phải nói thì ai cũng biết là công việc kinh doanh là một công việc đầy áp lực, nhiều căng thẳng. Tuy nhiên cũng rất là nhiều người lăn xả vào, không ngại khó khăn, thách thức. Nhưng cái khó khăn thách thức lớn nhất là tìm được nhà đầu tư. Như vậy thì làm như thế nào để được lọt vào mắt xanh của chị ạ? Nói vậy thì quá. Tại vì Hương không phải là cái người mà duy nhất quyết định ở trong công ty, mà cái sự quyết định nó lại là nằm trong cái tiềm năng của tất cả những người lãnh đạo. Một ngày thì tụi này rất học, rất là nhận được rất là nhiều những cái bản tường trình hoặc là những cái business plan về những cái ý tưởng mới. Nhưng mà cái cuối cùng tụi này có cái slogan là con người, ý tưởng và nguồn vốn thì mới tạo dựng thành công. Nói thật ra thì về công nghệ thông tin, Việt Nam không phải là người nghĩ ra những ý tưởng, mà có thể là đang gọi là dùng những ý tưởng đã có, mình làm sao cho nó hợp với những người tiêu dùng nội địa. Thì Hương nghĩ rằng là đó đã cũng đã là một cái thử thách rồi, nhất là trong cái thời gian mà có những cái biến động về kinh tế như vậy nữa. Cái người mà gắn bó với doanh nghiệp của mình, cái người mà sát cánh với doanh nghiệp của mình, làm sao mà giữ vững được qua những cái chặng đường thử thách này, thì cái đó là cuối cùng nó vẫn là yếu tố con người là quan trọng nhất. Do đó nếu mà có thể thuyết phục được không riêng gì IDG mà tất cả những nhà đầu tư khác, thì có nghĩa là Hương nghĩ rằng là cái yếu tố con người luôn luôn là yếu tố chủ chốt. Trong 50 cái dự án mà IDG đã đầu tư thì có dự án nào đã đặt chị và cái quỹ đầu tư của mình vào một cái tình thế nan giải chưa? Quản lý một doanh nghiệp thì đã khó rồi, huống hồ mình đang quản lý 50 doanh nghiệp thì chắc chắn là sẽ có những cái điều mà không vừa ý như mình muốn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là IDG sẽ giải quyết như thế nào, cùng ngồi xuống bàn bạc như thế nào, có dù có bàn luận hay dù có thảo luận cách mấy, cái tiêu chí cuối cùng là lợi ích của công ty, lợi ích của những người đã đem lại những cái đóng góp cho công ty hay là lợi ích cho cộng đồng.
Thì nếu như tất cả những cái tiêu chí đó nó cùng về một hướng đó, thì rất là dễ giải quyết. Nhưng mà có những công ty và có những người lãnh đạo mà nghĩ đến cái lợi ích cá nhân của mình nhiều quá đó, thì cái điều đó thật sự phải xem xét lại. Trong thời gian qua cũng có rất là nhiều biến động. Những cái biến động đó đã giúp cho anh em trong IDG khẳng định lại rằng là trong tình huống nào, cái người mà đã lường trước được những cái khó khăn hay là đã lường trước được những cái mạo hiểm thì rõ ràng giải quyết vấn đề nó cũng sẽ khác hơn. Một trong những mệnh danh mà mọi người đặt cho chị khiến Thanh Ngọc rất là tò mò đó chính là bàn tay sắt bọc nhung là như thế nào? Thật ra không biết là mọi người đang ưu ái mình hay là mọi người đang có những cái ám chỉ gì đây thì Hương cũng không biết, nhưng mà Hương là một người trong công việc thì cái quan trọng nhất là cái sự thoải mái và cái sự tự chủ. Cái phong cách làm việc của Hương là Hương không có bắt mấy em nó khuôn khổ bất cứ một cái điều gì hết. Có nghĩa là mình tạo một cái khoảng lớn cho các em có thể đi ở trong đó. Nhưng mà có những cái khuôn là các em không thể thoát ra được. Có nghĩa là có những cái luật của công ty hay có những cái lệ, hay là có những cái tiêu chí, hay là có những cái nguyên tắc mà mình không thể vượt qua được. Thì rõ ràng nếu mà khi các em đã vượt qua cái nguyên tắc đó thì chắc chắn là phải có những cái biện pháp chế tài thôi. Ai cũng sẽ có những cái lúc mà phải rất là dứt khoát, nhưng mà ai cũng có lúc cũng phải mềm mỏng. Thì phụ nữ có lẽ là trời được phú cho một cái là mình có thể mềm mỏng được, nhưng mà cũng có thể rất là cứng rắn được. Có lẽ là mọi người ám chỉ như vậy thì Hương không biết, nhưng mà Hương thì không đến độ nhưng mà được mọi người ưu ái hay là đặt cho cái tên là bàn tay sắt đặc nhung đâu, bọc nhung đâu, tại vì Hương cũng nghĩ là mình cũng là một người khá là uyển chuyển trong công việc và cũng như trong mọi việc xử lý. Cái lớp nhung nó dày một chút nhưng mà đa phần mọi người khi mà tiếp xúc và làm việc với chị đều nhận xét rằng là chị là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và thành đạt khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Chị có nghĩ rằng là bản thân mình là một cái hình mẫu phụ nữ hiện đại mà các bạn gái đang hướng tới không ạ? Rất là cảm ơn Thanh Điền và Thanh Ngọc cũng như là tất cả những người đã có những cái suy nghĩ rất là đẹp cho Hương. Nhưng mà thật sự mà nói là để nói là mình là người thành đạt thì không dám nhận. Bởi vì cuộc sống là nó có những cái biến động thất thường. Mình có thể đi suốt cả cuộc đời mà mình vẫn chưa biết là cái thành đạt của mình ở đâu. Đối với Hương là mỗi một ngày mà mình làm được một chuyện tốt thôi thì đã cảm thấy là vui lắm rồi. Chị là người phát biểu là thực tế phụ nữ có nhiều đặc quyền vô hình mà đôi lúc không nhìn ra. Nếu biết tận dụng thế mạnh của mình thì phụ nữ không hề bị lép vế. Chị có thể chia sẻ thế mạnh nào của phụ nữ khi làm việc và đặc biệt là những nữ doanh nhân hay không? Hương cũng rất là ngưỡng mộ tất cả những đàn chị sắp tới đã đi trước mình và có những cái thành công phải nói là vượt bậc. Và cái thành công của các chị nó lại còn hơn là mình suy nghĩ, bởi vì nó ở trong những cái thời gian rất là gian khó. Những người đó là thật sự là những đàn chị đúng nghĩa, hay là những người gọi là tấm gương để cho thế hệ sau này, thế hệ của Hương và thế hệ sau này hướng tới. Còn đối với Hương á, Hương nghĩ rằng là cái đặc quyền của người phụ nữ, ví dụ như là phụ nữ sinh ra đã được cái sự mềm mỏng rồi, thành ra có cái sức thuyết phục, vốn dĩ ông trời đã đặc quyền cho người phụ nữ cái điều đó. Người phụ nữ có thể tư duy một cái cách rất là tinh tế, hay là mình nhìn vào cái cạnh nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn một chút, nó có vẻ nó dịu hơn một chút, thì Hương nghĩ rằng là nó vẫn là đi vô lòng người hơn. Cũng có thể là một cái trầm tư nào đó cũng đã đủ cho những người xung quanh, những đồng đội của mình hay là những người làm việc với mình hiểu rằng là mình không vui. Hoặc là có những cái quyết định mà mọi người nghĩ rằng là chắc cô này không dám chẳng hạn, nhưng mà mình lại đột phá, mình dám. Thì cái điều đó là Hương nghĩ rằng là người phụ nữ ngày càng được xã hội công nhận. Ví dụ vai trò làm mẹ, vai trò làm vợ, vai trò làm bà, đó là những cái mà thiên chức mình không thay đổi được, nhưng mà một phần nào đó nó đã gắn bó với người phụ nữ và nó có thể đã hạn chế một ít về trong công việc, trong sự đóng góp. Giờ chúng ta quay trở lại một chút với câu chuyện về kinh tế. Năm vừa rồi thì có vẻ là một năm mà rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam bị lao đao. Thì đây là một cơ hội hay cũng là một vấn đề với một quỹ đầu tư mạo hiểm? Đối với sự ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thì bất cứ doanh nghiệp nào đã gọi là nằm ở trên thương trường thì đều bị ảnh hưởng. Và quỹ đầu tư cũng là đầu tư trên doanh nghiệp thì chắc chắn là bị ảnh hưởng rồi. Là tất cả những nhà đầu tư đều rất là thận trọng khi mà bỏ tiền vô, hay là để phải suy nghĩ rất là đắn đo về trong cái khi mà kinh tế suy thoái như vậy, thì mọi người đều muốn giữ lại cho mình một cái gì đó là an toàn. Do đó là cái vấn đề mà
để phát triển đầu tư, đó là những cái khó khăn nhất của những quỹ đầu tư trong cái thời kỳ mà suy thoái. Bên cạnh đó thì cũng có những cái cơ hội, đó là nếu như những nhà đầu tư nào nhìn thấy được cái tiềm năng mua bán sáp nhập hay là cái tiềm năng cải tổ của những công ty mà thật sự là có tiềm năng tốt nhưng mà lại chỉ thiếu vốn hoặc là thiếu một vài cái yếu tố gì đó mà nhà đầu tư nhìn thấy rằng là nếu có thời gian củng cố để mà có thể là gọi là nhấc cánh lên khi mà kinh tế trở lại, thì đó cũng là một trong những cái cơ hội. Thì bên cạnh những cái thách thức đó cũng không hẳn là xấu hết, mà nó lại có những cái cơ hội nảy sinh trong những thách thức. Với cách nhìn nhận riêng của mình thì chị nghĩ rằng là chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn trong năm vừa rồi chứ ạ? Khi mà bão qua thì không phải cái gì cũng chết, mà vẫn có những người vẫn sống, vẫn có những công ty rất sống và chứng tỏ rằng được cái tiềm năng mạnh mẽ của mình, và đó là cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và Hương cũng đọc những cái thống kê và Hương rất là vui, ví dụ như là công ty Vinamilk của chị Mai Kiều Liên, hay là công ty Hoa Sen của anh Vũ, hay là Pomina hay Thép Việt đều phát triển rất là nhiều, chứng tỏ rằng là thật ra cái tiềm năng của kinh tế nó vẫn còn đang đó, và mình biết xoay chuyển những cái tình thế đó như thế nào, và mình biết gọi là cấu trúc lại, cơ cấu lại công ty mình trong những lúc này, thì Hương nghĩ đó là sẽ là một cái cơ hội tốt. Chị Đường Thu Hương là một doanh nhân rất là năng động, trẻ trung hiện đại, và chị cũng được biết đến là một người rất biết tận hưởng cuộc sống. Chị có thể chia sẻ hơn là chị đã thể hiện cái niềm yêu cuộc sống của mình như thế nào hay không? Rất là cảm ơn Thanh Ngọc đã cho Hương cái cơ hội mà để chia sẻ một chút về cái khía cạnh tận hưởng của mình, bên cạnh những cái câu hỏi nãy giờ của Thanh Điền là đang hỏi về kinh tế. Thật ra thì mọi người đều có những cái cách tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng mà đối với Hương thì Hương nghĩ rằng là tận hưởng cuộc sống nó không có nghĩa gì nó quá cao siêu đâu. Đối với Hương á, đôi lúc á, một cái điện thoại, một cú phone với một người mình quý mến, hay là một lời hỏi thăm, hay là ăn một tô bún riêu với một cô bạn thân nào đó gặp lại từ cái thời trung học, đó là hạnh phúc, đó là tận hưởng. Hay là mọi người có nghĩa nói thôi bây giờ tôi phải lo đi làm để mai mốt về già tôi mới tận hưởng, nhưng thật sự rằng là kể cả trong công việc mình cũng vẫn có thể tận hưởng được, cả trong những lúc mà mình làm việc cực nhọc nhất, tận hưởng được trong những lúc mình cống hiến nhiều nhất, tận hưởng được trong những cái phút mà mình cảm thấy là khó khăn nhất, thì đó mới là sự thật sự tận hưởng. Chào em. Để theo chị thì những cái món ăn ở nhà hàng này thì món nào là chị thích nhất ạ? Một trong những cái món chị thích nhất là bò sốt nấm Bosni, mà khi mà nhà hàng dùng thì là chị rất là thích bò Pháp mà làm từ chất liệu của tenderloin, và đặc biệt là với cái nấm truffle này là một cái nấm hiếm quý của Pháp, thì khi trộn vào rất là ngon. Thanh Điền không chỉ tìm hiểu về mảng kinh tế của nữ doanh nhân Đường Thu Hương mà cũng có tìm hiểu một chút về cái mảng cuộc sống riêng tư. Thanh Điền được biết rằng là chị đã từng đi du lịch qua hơn 40 quốc gia, và ở mỗi điểm dừng chân chị đều mua một tấm bưu thiếp và một cái muỗng. Vì sao là những tấm bưu thiếp và là những cái muỗng mà không phải là thứ gì khác? Bưu thiếp thì nhiều khi mình đi mình chụp hình, nhưng mà khi chụp hình thì mình chắc chắn là chụp không thể nào đẹp bằng postcard, và cũng sẽ không có bao quát bằng những cái tấm hình mà mọi người đã, những nhà gọi là chuyên nghiệp về chụp hình, người ta đã bỏ rất là nhiều thời gian ra người ta chụp rồi. Thành ra Hương muốn đi đến cái chỗ nào mình ghi nhận lại là cái chỗ đó mình đã từng đi qua, và biết đâu được sau này già bị Alzheimer quên hết, thành ra cầm cái đó lại đó, nhớ rồi cái chỗ này hồi đó có đi qua. Trong một cái khuôn khổ nào đó thì không thể nào mà diễn tả hết được văn hóa của một đất nước. Và nếu mà mình cần có một cái bộ sưu tập nào mà nó vừa nhỏ mà để có thể mình đóng tường, để mình treo, để mình nhớ là những cái nơi này mình đã qua rồi, thì tôi nghĩ là cái muỗng nó có những cái ý nghĩa rất là hay. Cái muỗng nó vừa nói lên cái sự tinh tế của nghệ thuật ẩm thực, nó cũng vừa có thể nói lên được một cái tinh tế của cái nghệ thuật điêu khắc. Chỉ có cái muỗng nhỏ xíu thôi, nhưng mà người ta đã lột tả lên được một cái điều gì đó, thì Hương rất là thích thú khi mà Hương chiêm ngưỡng một cái muỗng, nhìn vào trong đó để mình nhớ lại tất cả những cái điều mà mình đã từng trải nghiệm.